đi chơi á, ít luôn, cũng ít luôn. Năm nào thấy ít hơn mỗi năm. Dạ đúng rồi. Đi cúng em cũng thấy ít nữa. Đi mua đồ cúng á, em cũng thấy ít luôn. Người ta mua cũng giảm lại. Dạ. Ờ đi chơi hết rồi hả? Không, không còn thấy là người bán người mua đều nhiều luôn á. Đúng rồi. Thì dạ. Dạ. Nếu mà bà có tiền thì bà mấy ngày này bà đâu có ra bán. Dạ. Uống một ngày 2 cây chua. Dạ, sao bà? Uống một ngày 2 cây chua. 2 chai xua là 117 ngàn. À dạ. Ủa là sao mà mình phải uống cái đó bà? Ủa mấy nay năm nay thấy Tết, tình hình Tết sao chị? Cũng bình thường rồi con ơi. Dạ. Không có đỡ thôi chứ con không có phát triển gì. Dạ. Tại vì hồi nãy em đi trên thì có cô bán trái cây á, bán không được. Trái cây thì bán hôm nay thôi bà. Ủa nhưng mà Tết thì cũng phải mua trái cây cúng chứ ta. Nhưng mà năm nay ta mà ăn được. Dạ. Dạ. Dạ, phải làm việc mua đồ này kia. Còn thấy năm nay ít quá. Dạ. Dạ. Xin chào quý cô chú anh chị nha. Trong buổi sáng ngày hôm nay là mùng 4 Tết thì đang có mặt ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Thì hôm nay Thiện sẽ dẫn cô chú đi tham quan lại ngôi chợ Sa Đéc, ngôi chợ của thành phố Sa Đéc, để xem là mùng 4 Tết thì quý cô chú anh chị buôn bán cũng như là người dân đi chợ trong buổi sáng ngày hôm nay như thế nào. Hôm nay là mùng 4 Tết rồi thì xem như là cũng đã hết Tết rồi, tại vì mình chỉ có 3 ngày Tết thôi. Còn các ngày còn lại, những cái ngày nghỉ thì cô chú vẫn tiếp tục nghỉ Tết cũng như là chuẩn bị cho những ngày tiếp theo, là sắp sửa quay lại với công việc của mình rồi. Cũng gửi lời chúc đến quý cô chú có một kỳ nghỉ Tết thật là vui. Tuy là còn có mấy ngày nữa thôi nhưng mà mình ráng là tận hưởng, tại vì hết Tết thì mình lại bắt đầu quay lại với công việc bận rộn rồi. Hy vọng là năm mới 2023 thì công việc sẽ ổn định hơn, suôn sẻ hơn và gặp nhiều may mắn hơn. Phía trước thì thấy có bán dưa hấu nè. Bên đây là cửa hàng bán những cái phần quà để đi biếu Tết. Thì thời gian hiện tại là vẫn còn trong Tết á, cho nên là vẫn còn buôn bán nhiều cái phần quà để mà mình đi đi cúng. Dạ con dâu con. Dạ. Rồi. Tết năm nay thì thấy tình hình mà đi chơi Tết cũng như là đi cúng đi biếu cũng khá là ít luôn. Bán rất là nhiều trái cây luôn. Mấy ngày Tết á, như ngày mùng 1 á, các năm trước là Thiện thấy là Thiện thì ở trong vùng sâu vùng xa, cái đường cũng khá là nhỏ luôn. Các năm trước á, thì ngày mùng 1 là xe di chuyển rất là nhiều, và mang theo những cái phần quà như thế này để đi cúng đi biếu. Nhưng mà Tết năm nay ngày mùng 1 Thiện ở nhà thì
cái tình hình mà đi di chuyển ở ngoài đường á, nó rất là vắng luôn, rất là ít. Thì năm nay thì Thiện thấy rõ là cái sự ảnh hưởng của nền kinh tế mình khó khăn á, cho nên là các cô chú cũng cái việc mà chi tiêu cho những ngày Tết cũng khá là ít luôn, khá là ít. Và khi mà Thiện ra đường á thì không có cái không khí Tết, không có cái không khí Tết luôn, tại vì cái đường đi nó rất là vắng. Thường thì các năm thì nó rất là vui luôn, nhưng mà năm nay lại rất là vắng. Khi mà quý cô chú mà đi từ bên ngoài vô thì hai bên bán trái cây rất là nhiều, rất là nhiều trái cây luôn. Để con xin phép nha bà, con quay xíu được không? Quay bụng chạy đi. Dạ. Quay bụng chạy đi. Dạ. Ủa, Tết năm nay bán được nhiều không bà? Dạ, không được nhiều hả bà? Dạ. Dạ. Ê, vậy bà bán gì đây ta? À, bà bán vú sữa. Vú sữa này là vú sữa gì vậy bà? Dạ, vú sữa bơ. À, hình như là nó ít gọi là ít mũ, ít ấy đúng không bà? Nó không có mũ luôn. À, nó không có luôn. Dạ. Dạ, giỏ bông giờ luôn. À, vậy vú sữa này mà người ta mua thì bao nhiêu một ký bà? 40. À, 40.000 một ký. Dạ. Dạ. Vậy Tết năm nay bạn Tết vui không? Con đi con cũng thấy nó vắng nữa, tức là đi chơi Tết này kia cũng vắng đó bà, chứ không phải là việc mua đồ này kia. Con thấy năm nay ít quá. Dạ. Dạ. Ở năm mới con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, con cảm ơn. Dạ. Bán bưởi. Bán bồng. Bà chia sẻ là Tết năm nay bán không được. Bà bán trái cây nhưng mà bán cũng không được luôn. Chị bán bánh lăng rau câu hả? Dạ. Quảng cáo luôn. Dạ. Rồi. Đeo câu bánh lăng sa đéc đặc sản thơm ngon. Đặc sản thơm ngon. Cái này nhà mình làm luôn hả chị? Dạ làm cưng. Nhà làm luôn. Rồi. Rau câu nhà làm ngon. Thơm ngon bổ rẻ. Bổ dưỡng luôn. Dạ. Đừng ở đâu ạ? À? Dạ. Đừng ở đâu làm chi biết bị lên tiếp đi coi coi. Em bên lớp dọ nè. Rồi tên gì? Trên gần chợ Mương Điều á. Làm chi biết đường chi em mở lên chi coi. Thiện Nguyễn chị. Thiện Nguyễn ha. Dạ. Trời đây tới tối là mở được không phải không? Đúng rồi. Không dạ. Mà ngày mai là. Ngày mai nha. Ngày mai luôn. Em. Rồi. Ngon rau câu dừa nè. Ủa cái này em mua mà để lâu được không ta? Tại vì xíu em đi về sợ nó hết lạnh á. Nó không lạnh chứ nó đâu hư. Nó không hư phải không? Ừ. Ok. Miễn nó không hư được rồi. Rồi. Tại vì đồ mình mới mặn là ra bán luôn à. À vậy hả? Em đi giờ nào cũng được. Dạ. Về nhà mình để tủ lạnh rồi mình ăn. Rồi một hũ này bao nhiêu chị? Cái này thì 4.000 là chị 6.000.
4.000, 6.000 lấy em năm hũ này luôn. Ở lớp giờ là gần ha, đâu có sao. Dạ, em gần chợ Mương Điều á. Gần Mương Điều. Rồi. 5 lăng 5 câu cho em luôn. Đây. Là hết nhiều ta. 30 với 20 có 50 của em á. Rồi 50 luôn. Dạ ghê. Câu câu đặc sản Sa Đéc đó nha. Dạ. Trước chợ thực phẩm. Ủa gì bán đây luôn hay là có di chuyển đi đâu không? Có, nhiều khi tới ngày tai nạn mà mình cũng phải đi vòng vòng chứ không đứng được. Tại vì nhưng mà cũng phải đi vậy, cũng vòng vòng đây hết phải không? Vòng, nhưng mà tại vì mấy ngày này ta vui vui cho mình bán. Dạ. Không có đuổi. Dạ, nay Tết mà. Tết mà ta không có đuổi mà. Dạ rồi. Cảm ơn em cha. Dạ, em cảm ơn. Rau câu bánh lăng của chị gì ta? Chị Trang. Chị Trang. Ủa năm nay thấy Tết, tình hình Tết sao chị? Cũng bình thường thôi Tân ơi. Dạ. Dạ, tại vì hồi nãy em đi trên thì có cô bán trái cây á, bán không được. Trái cây thì bán năm nay tại không có. Ủa nhưng mà Tết thì cũng phải mua trái cây cúng chứ ta. Nhưng mà năm nay ta mà ăn dạ. Mà cái nhà đường bị bán không có được. Dạ. Quýt năm nay bị lỗ lắm với bông. Dạ, quýt với bông. À dạ. Mấy nay em đi còn không thấy dường như là cúng hay đi chơi gì cũng ít luôn. Dạ. Dạ, năm nay căng thiệt. Dạ, dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều. Năm mới chúc chị sức khỏe nha. Rồi, dạ. Chúc em làm tốt nhiều like. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Wow. Dịch quay. Dịch quay. Đây con bán dịch quay luôn. Còn quay. Sò quýt bự, heo bự, sò dẹo, hàu đá, ốc nhảy, ốc hương sống, càng cua, cô bác ơi. Sò quýt bự, heo bự, sò dẹo, hàu đá, ốc nhảy, ốc hương sống, càng cua, cô bự, sò dẹo, hàu đá, ốc nhảy, ốc hương sống, càng cua, cô bác ơi. Wow. Dạ. Trong một buổi sáng mùng 4 Tết thì thấy rất là đông các cô chú đi chợ luôn. Các mặt hàng rau củ, cá thì vẫn rất đắt bình thường. Nhưng mà những cái mà về trái cây hay là bông mà để cúng dịp Tết thì rất là ít, mua bán rất là ít luôn, không có bán được nhiều. Quá trời ốc. Cá lóc nhảy rồi. Nhảy rồi chị ơi. Đi nó nhảy rồi. Nó nhảy ra ngoài không à. Chị ơi cá lóc nhảy rồi. Nó, nãy giờ nó bơi ra ngoài không nè. Ủa cái cá lóc này là cá lóc gì á chị? Sao thấy nó bông bông nè. À cá lóc bông luôn hả? Cái này là mình nuôi à chị? À nuôi à. Cá lóc bông này là nó mắc hay nó rẻ hơn cá lóc bình thường chị hả? Mắc hơn luôn. À.
Rồi kẹt xe luôn. Kẹt xe luôn, kẹt xe luôn. Xe rồi. Để xe luôn. Bên này là khu vực chợ nông sản, đây là nơi tập trung các mặt hàng rau củ rất là nhiều luôn, để giao cho các bán lẻ. Chợ đông quá trời nhiều đồ luôn. Đây có một cái xe của cà đỏ nè. Rồi là cái xe nữa rồi. Đường rất là nhỏ nhưng mà là đi xe vào trong này là kẹt liền. Đi gió. Nghỉ đi luôn. Chợ Sa Đéc là nằm gần bờ sông, nằm ở dưới mé sông luôn, cho nên là việc di chuyển hoặc là vận chuyển hàng hóa nếu mà từ dưới sông lên thì nó rất là thuận lợi, rất là tiện. Đó. Sáng hôm nay thì nước lên rất là nhiều. Quay. Dạ. Cái này khoai môn rồi bà. Khoai môn. Dạ. Đây là bà gọt sẵn cho người ta mua luôn hả bà? Dạ. À dạ. Tết năm nay bạn ăn Tết vui không? Vui. Dạ. Vui. Dạ. Nói cho mình nghèo vui thì có. Dạ. Nếu mà bà có tiền thì bà mấy ngày này bà đâu có ra bán. Dạ. Uống một ngày 2 cây chua. Dạ, sao bà? Uống một ngày 2 cây chua. Hai chai xua là 117.000. À dạ. Ủa là sao mà mình phải uống cái đó bà? Không, uống 2 giờ đi được. À dạ, mình bị xương khớp hả bà? À dạ. Cũng như mình xía tiếng dinh dưỡng hả bà? Dạ. Mình già rồi phải bắt đầu cái xương mình nó. Dạ. Nó không được chắc. Dạ. Ủa bà bán khoai môn này là lâu chưa bà? Mấy năm. À mười mấy năm luôn. Dạ. Bán hồi năm mấy tuổi mà năm nay 73 rồi đó. À dạ, vậy là cũng 50 năm rồi chứ. Dạ. Bà ở gần đây không? Xa. Dạ xa. Vậy là bà sáng là bà chạy xe con đưa xuống. À dạ, con đưa xuống. Rồi bà bán tới chiều luôn. Dạ, tới chiều luôn. Dạ. Có cái bố mệt quá chưa nằm nghỉ.
Dạ, bà nằm ở phía sau đúng không? Dạ. Rồi bà bán quá rất nhiều khoai, khoai môn luôn, khoai cao nè. Từ nhỏ tới tới bự luôn. Ủa khoai môn đây bà bán bao nhiêu ký hả bà? 50. Dạ 50 ngàn ký. À là cái loại bự này đúng không? Dạ. À bà bán 50 ngàn một ký. Dạ loại nhỏ bên này là 20 ngàn một ký. Còn bên này là 40 ngàn. À cô chú có đi chợ Sa Đéc thì ghé ủng hộ cho bà khoai môn nha. Dạ. À con cảm ơn bà nha. À chúc bà năm mới nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Ở khu bên này là thấy vắng hơn rồi. Người bán cũng rất là nhiều luôn. À, nhưng mà người mua thì đã vắng hơn. Đây là bán rau củ. À, quý cô chú thấy vậy chứ cái đường này là nó cũng rất là dài luôn á. Lần trước Thiện có đi rồi cũng khá là dài luôn. Ở dưới mé sông, cặp theo mé sông. Bán tỏi, gia vị. Ờ, đi chợ Sa Đéc thì đây có một cái chỗ gốc mía bằng máy luôn. Gốc sạch sẽ mía luôn. Ở bên trong là anh chặt cái gốc rồi chặt thành từng đoạn bó lại. À, còn ngoài đây là máy gốc mía. Ủa mấy cái máy này một ngày là mình gốc khoảng được bao nhiêu cây vậy anh? Dạ. Nhiều quá phải không? Em thấy gốc cũng nhanh. À, đưa vô xíu là xong. Đầu bên này là mía nó đi ra đường đầu bên này nè. Thấy rất là nhanh luôn, chắc chừng vài chục giây à là xong một cây mía rồi. Một cây mía đã bị kẹt rồi. À, chú lấy cưa nó ra, lấy nó ra. Hồi trước cái đường này là hai bên bán buôn bán rất là nhiều, cũng như là các cô chú đi mua cũng rất là nhiều luôn, dù là trong tuần hay là cuối tuần. Hôm nay là mùng 4 Tết thì nghĩ mùng 4 Tết thì vẫn còn đang là Tết, cho nên là việc mình mua đồ ăn cho gia đình thì cũng phải rất là nhiều luôn. Nhưng mà trong buổi sáng hôm nay mùng 4 Tết thì Thiện thấy rất là vắng luôn. Chỉ có một đoạn là sẽ đông thôi, còn một đoạn như ở bên này là vắng hơn rất là nhiều so với trước. Nhiều cô chú cũng chia sẻ là năm nay rất là khó khăn, việc buôn bán như trái cây, hoa, những cái đồ mà liên quan tới Tết nhiều á thì sẽ không có buôn bán được nhiều. Còn những cái mặt hàng rau củ thì đông hơn, nhưng mà cái đoạn đường này Thiện thấy cũng không đông luôn. Dạ con là Thiện Nguyễn. Thiện Nguyễn à cô? Thiện Nguyễn. À dạ. Ủa trước con thấy đường này đông lắm mà cô. Đông
họ đi chơi hết rồi hả? Ông không còn thấy là người bán người mua đều nhiều luôn á. Đúng rồi, thì dạ. Vài bữa nó đông dữ lắm luôn. À, vài bữa mới đông lại phải không? Con tưởng Tết thì người ta cũng phải mua đồ ăn ăn chứ. Đúng không? Mua tiếp một trái dừa đi. Dạ. Rồi, con lấy trái dừa luôn mà phải lựa cho con trái đỏ mới được nha. Chứ con không có rành lựa dưa đâu. Mua về cái hồi ăn cơm luôn. Đỏ mới chịu nha. Ủa mà dưa bao nhiêu ký cô? 12.000 ký. Thôi một trái à, tại vì con cầm đâu có hết đâu. Đỏ mà ngọt mới chịu à. Dạ không có là con chạy ra. Mắng vốn liền, không con mắng vốn liền. Thôi dạ thôi tội. Dạ thôi tội cắt cô. Để con mang gì? Rồi, con cảm ơn. Dạ. Rồi luôn, quay bánh tráng thôi. Dạ. À bánh tráng trộn phải không? Bánh tráng trộn. Trời ơi. Dạ. Này làm tầm ruột. À. Khô gà, còn cái này là cơm cháy phải không? Dạ. Rồi bên đây là bán bánh tráng ngọt. Dạ bánh tráng ngọt. À cái này con biết là bánh phồng nè. Cái này là mình nướng lên nó mới nở to ra. Nó không chùi. À. Dạ. Vậy là nếu mình nướng lên thì nó sao rồi cô? Nó vẫn vậy luôn. Ủa? À chứ nó không có nở nhiều. À nó không có nở nhiều. Dạ. Rồi đây có bán bánh chén, cuốn bánh chén nè. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ. Bánh ăn sống đi chị. Dạ chia sẻ YouTube cho bà con coi cảnh chợ Tết rồi chú. Dạ. Đây. Đấu sao luôn. Rồi bán bánh chén. Gần đường mé bờ sông luôn. Dạ một hộp 35 mà bao nhiêu cái hả cô? 23 cái. 23 cái 35.000. Dạ. Ủa thành phần trong cái bánh này mình có gì hả cô? Có đường trứng với bột mì. Đường trứng với bột mì. À dạ. Nhiều chỗ như con thấy là có bột gà, trứng gà. Ở cái này một lần mình nướng là phải mất bao nhiêu phút rồi cô ha? 5 phút. Dạ. Ủa cái đó là bột gì vậy? Bột mì đó. À cái đó là bột mì. Tới 19 lần hai. Dạ. Ủa, đi trong năm chợ đâu? Dạ. Trước em có đi một lần rồi, đông, rất là đông luôn. Hôm nay thì Tết nên là vắng hơn. À, mấy hôm nay em thấy thì Tết cũng đâu có nhiều đâu. Đi chơi á, ít luôn, cũng ít luôn. Năm nay thấy ít hơn mỗi năm. Dạ đúng rồi. Đi cúng em cũng thấy ít nữa. Đi mua đồ cúng á, em cũng thấy ít luôn. Người ta mua cũng rẻ.
Dạ. Chung là năm nay là chi tiêu ít. Dạ, năm nay khó. Dạ. Như ở chứ em tại em làm những Sài Gòn á, là ở Bình Dương, Đồng Nai này kia là cho nghỉ sớm 1-2 tháng trước rồi. Cho nghỉ việc á. Quá trời luôn. Xong rồi về quê bắt giờ tình thế phải về quê sớm. Đáng lẽ là mình làm thêm 1-2 tháng rồi có thêm thưởng nữa. Mà năm nay là cái như là mất 1-2 tháng mà cũng không có thưởng luôn. Cho nên là Tết nên là ít. Chi tiêu là phải cẩn thận lắm. Chứ em bán là đông khách lắm, năm nào cũng vắng hết luôn. Dạ. Wow. Dạ, thường là bán tới trưa luôn. Dạ. Bây giờ mới thấy sáng mới 9 giờ mấy mà. Đúng. Ở đây thì cũng thấy một cái máy gốc mía đây nè. Rất là bự luôn. Đây là những cái cây mía mà chặt ra thành từng khúc bó lại rồi xong rồi. Thì cái này là thường á thì dùng những cái chỗ mà bán mía thì sẽ tới đây mua thì gốc sẵn hết. Đây là chị ra đưa vào bên trong cái lỗ đó, đưa vào bên trong xong là máy nó tự xử hết đó. Nhiệm vụ của mình chỉ là đưa cây mía vô cái lỗ này thôi. Thì hiện thấy gốc cũng khá là nhanh. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi nha. Tham quan chợ Sa Đéc vào mùng 4 Tết, cũng như là nghe những cái chia sẻ tình hình ăn Tết những ngày vừa rồi. Thì năm nay thì ăn Tết cũng khá là khó khăn, nói chung là cũng rất là bình thường luôn, không có gì gọi là cầu kỳ cả. Tại vì tình hình năm nay thì cũng không được như ý muốn á. Tình hình kinh tế rất là khó khăn và mất việc rất là nhiều. Hy vọng là năm mới 2023 thì mọi người sẽ có công việc ổn định hơn, tốt hơn, mọi điều suôn sẻ và may mắn đến với mọi người. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.